chào các bạn. Video này mình xin giới thiệu các bạn về bộ chuyển đổi âm thanh K03 Pro của hãng Kiwi. Bộ chuyển đổi âm thanh này ngoài việc có thể chuyển đổi từ âm thanh kỹ thuật số sang âm thanh analog thì còn có thêm chức năng, đó là chức năng Bluetooth. Đây là sản phẩm đầu tiên trên thị trường có Bluetooth mà chưa có dòng nào cùng phân khúc có chức năng này. Thì đối với chức năng Bluetooth thì có thể biến mọi dàn loa âm ly của nhà bạn từ đời mới đời cũ, từ không có Bluetooth thành Bluetooth. Bây giờ mình xin mở hộp và hướng dẫn và giới thiệu các bạn về sản phẩm này. Đây là bộ chuyển đổi âm thanh K03 Pro. Phụ kiện đi kèm gồm có dây quang và dây nguồn. Bộ chuyển đổi âm thanh Kiwi K03 Pro được thiết kế một màu đen, vỏ được làm từ nhựa cao cấp, cảm giác cầm rất là chắc chắn. Mặt trên logo Kiwi Audio thì được in chìm và có thêm ký hiệu là Bluetooth ở mặt trên. Đằng sau đây thì mặt sau thì sẽ là tên và mật khẩu để các bạn kết nối Bluetooth. Đó là K03 Pro và mật khẩu là 1234. Ngoài các chức năng như là chuyển đổi từ tín hiệu quang học hoặc là tín hiệu coaxial qua tín hiệu analog thì cái bộ chuyển đổi này thì có thể kết nối được cả Bluetooth và việc kết nối rất là dễ dàng. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đặt và kết nối Bluetooth trên cái bộ chuyển đổi âm thanh quang này. Nếu như các bạn muốn kết nối Bluetooth cho cái bộ chuyển đổi âm thanh K03 Pro này thì các bạn chỉ cần cắm nguồn cho bộ chuyển đổi âm thanh, cắm đầu ra âm thanh analog đến âm ly nhà bạn. Thì các bạn lưu ý nên trên âm ly các bạn nên chọn đúng đầu vào. Thì tại đây mình đang cắm bằng cổng AUXIA 1 thì mình sẽ chọn cổng AUXIA 1. Còn nếu như mình cắm qua cổng AUXIA 2 thì mình phải chọn đầu vào cho âm ly là cổng AUXIA 2. Đây mình đang sử dụng, đang cắm cổng AUXIA 1. Trên cái bộ chuyển đổi âm thanh này, đèn LED sẽ có hai màu, đó là màu xanh da trời và màu đỏ. Đây là bình thường thì bộ chuyển đổi âm thanh này sẽ có hai màu này. Thì nếu như sau khi kết nối Bluetooth thì sẽ là đèn LED sẽ chuyển sang màu xanh. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái box V3 Pro này để kết nối Bluetooth với bộ chuyển đổi âm thanh K03 Pro. Các bạn vào phần cài đặt Bluetooth của box. Kết nối với thiết bị có tên là K03 Pro này. Mật khẩu kết nối là 1234. Việc kết nối rất là đơn giản. Box đã thông báo là đã kết nối. Bây giờ các bạn đã có thể sử dụng chức năng Bluetooth để truyền âm thanh âm ly đàn loa nhà mình. Bây giờ mình sẽ mở một bản nhạc cho các bạn để nghe thử. Mình đã giới thiệu và hướng dẫn các bạn kết nối bộ chuyển đổi âm thanh K03 Pro này. Về tín hiệu Bluetooth cho ra thì rất là ổn định, to và trong. Thì việc kết nối Bluetooth cũng rất là dễ dàng. Nên lần đầu thì các bạn cần nhập mật khẩu 1234 được in ở mặt dưới của bộ chuyển quang. Thì với lần tiếp theo thì sản phẩm sẽ tự động kết nối Bluetooth. Thì đây sẽ là bộ chuyển đổi âm thanh rất đáng để các bạn tìm hiểu và tìm mua nếu như các bạn đang có nhu cầu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.